Trứng vịt lộn trộn cay cấp độ 100, mời bà con nha. Ớt chỉ thiên xay, gừng, hành tươi, chi su bảy ớt, nước ớt chi su, xăm xăm cái cay, hạt tiêu, muối bột canh hào hảo chua cay, tinh dầu ớt, marinade sốt, tất cả trộn đều lên. Chỉ có cay với cay thôi. Nguyên cả một quả trứng vịt lộn này, mời mọi người nhau. Rất cay luôn, trứng vịt lộn nắc siêu cay luôn. Ngon lắm. Các bạn nên thử cái món này nhá. Trộn nhà ăn cực kỳ cay và cực kỳ ngon luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rất cay nhưng mà rất ngon. Bạn nào ăn được cay nên thử. Thử ăn vị chuối sống với tinh cay xăm răng, chanh, hạt tiêu, sốt marinade, ớt chỉ thiên xay. Ớt chỉ thiên xay, hạt tiêu, xăm răng cái này, marinade sốt, muối bột canh hào hảo, chanh. Mời các bạn ăn nha. Chua, chát, đắng, cay, khuyến cáo bạn nào bụng đã kém không nên thử. Loại lá cây nào có thể khiến mình bó tay? Lá ớt. Đắng, độ khó 4/10, lá dường. Chua chua chát chát, không đáng mấy. Độ khó 1/10. Chưa có loại lá nào là mình phải bó tay. Cảm ơn bà con đã xem video. Chúc bà con sức khỏe và bình an. Củ gì sẽ khiến mình phải gặp ác mộng đây? Củ cà rốt. Quá đơn giản, độ khó 0/10. Củ xá. Độ khó 1/10. Củ cải trắng. Độ khó 4/10. Củ hành tím. Độ khó 5/10. Củ dương. Vẫn quá đơn giản. Độ khó 6/10. Chưa có thứ gì có thể khiến mình gặp